Ê rồi. Ôi. Con chép to quá. Hello, xin chào 5 tranh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay trời ấm ấm các bác ạ. Tiếp tục đi câu lục. Đấy, địa điểm này rất là đẹp. Đây là con kênh của Thủy Long. Hôm nay em sẽ chơi quả bó mồi đánh đô phi. Đấy, lục thì có rất nhiều thể loại câu. Câu ổ hoặc là câu bó mồi đều được. Nhưng mà câu ổ thì hay vào hàng cao to. Hôm nay thì em sẽ câu kiểu bó mồi, bóp mồi vào lưỡi các bác ạ. Đấy, đây bây giờ em sẽ và chỗ bụi chuối ngồi câu. Kìa, bên kia là bờ đầm người ta kìa. Đấy, vị trí rất là rộng. Bờ đầm toàn câu mấy chuối rồi. Hôm nay quay các bác một chút cảnh thiên nhiên cho nó đẹp nhá. Đấy, vị trí em thường ngày em vẫn đây câu kìa. Đó. Phong cảnh quê rất là đẹp. Cái gì vậy? Hôm nay trời ấm chắc là rô phi ăn nhiều. Chơi con loại kiểu bó mồi này. Các bác nào mà muốn đi đánh cá chép mà được nhiều chép ấy, mà chép thiên nhiên ấy, thì các bác đợi đến ngày khoảng 24-25 âm lịch hàng năm nhé. 24-25 âm lịch thập của tháng 12 đấy. Đấy, cái tháng đấy là hai ngày đấy là ngày ông Táo về trời rồi cá còn lại rất là nhiều. Đấy, anh em đi phao mấy ngày đấy thì cá nhiều vô đối luôn. Em đang chờ đợi cái ngày đây. Rồi các bác ngắm phao nhé. Sắp đôi 50. Sắp đôi 50 anh em ơi. Để loài. Sắp đôi. Đó. Cái này anh em đấy gỡ nha, không cần kìm cứ gỡ cầm như thế này cho dễ thoải mái. Đấy, các bác nào cứ không biết gỡ hoặc là đi câu một quên mang kìm ấy, như này nhé. Có dẫy sáng mai cũng không được vào tay được. Gỡ từng lưỡi ra. Đấy, gỡ từng lưỡi ra thôi. Chá bọn chó đồ phi à. Đồ phi à. Úi à. Úi à. Thì hướng dẫn anh em cách mà đi câu quên cầm kìm nhé các bác nhé. Các bác cứ bảo có không kìm nó vào tay này, thì cách nếu mà các bác không kìm nhé, các bác nắm chặt đấy cái phần của cái lưỡi này này đấy, gỡ thì không bao giờ vào tay được, cứ nắm chặt hiểu. Ông cứ bảo phải kìm này, ông vào tay kinh nghiệm non thôi, các bác non thôi. Rồi ok đấy, các bác buốt luôn là lạnh à. Đấy, cá rất lạnh.
Ngồi con mắt bố phỉ đó, ngồi con mắt. Ê, dậy em đi xuống tồi. Mẹ con đã quá. Dậy em, rửa đồ quả ngọn phao cứu cho sướng anh em nhé. Thay quả họ nữa. To này đánh cho nó phê, thì sao cho nó lét. Chia rồi tôi bỏ bọn nó. We'll be right back.
Ây rồi. Ôi. Ây rồi. Ôi. Mất rồi. Định mệnh mà. Ôi, đèn như chó. Ui, con này còn chép vàng khè luôn. Định mệnh đèn như chó. Cày thế nhỉ. Phí thế. Đáng lòng. To vậy mà. Tỷ phan. Phí quá. Đi qua dây phan. Ôi dồi ôi. Chó. Chặt hàm hơi lâu. Wow. Ok. Tuy là đánh được bóng mồi nhưng anh em đi câu vẫn phải đi vị ổ nhé. Nhắm mồi phải chuẩn thì cá mới tụ lại được. Trust, yeah. No, I don't wanna waste.
Ôi dồi ôi, mẹ mày chạy đâu, ôi dồi con. Ủa, cô Phi á, mẹ cứ hàng hàng vào cụ rồi. Đấy, hàng này cứ tưởng là hàng siêu khủng đâu, không phải. Ngày kia mang cái vọt đi chưa sử dụng phát nào. Chưa sử dụng phát à, siêu khủng. Chẳng ba